đi lên bờ nha mọi người. Lên mình lụa mấy con bò đi ăn tiếp. Dần dần này xuống tới chỗ nhà mình luôn, mình cột lại ha. Rồi mình về nhà mình nghỉ luôn nha. Xem mình nghe tiếng nó bò nó ù dưới sợ luôn mọi người. Bên đây có chuyện gì, bên đây sao ù kìa. Giờ nãy giờ mình cột mình không cho ăn mọi người, trên đây đồng nó không có cỏ ha. À, mình sợ quá mình về đây. Ủa, bò đực bự nó sổ dây hay sao ta? Nãy mình cột chỗ đây, mình nhớ là mình cột chỗ trong cái cây này nè mọi người. Cây đây một con, kia con, bên đây một con. Ủa, nó ăn ở đâu ta? Sổ dây đâu, không biết có quả mía đây không thấy. Ấy, thằng kia, chắc bà đâu mày? Hả? Chậm bà mọi người ơi. Chậm bà. Hả? Dắt con bò được bự của mình chạy này là mọi người. Ấy, thằng kia. Bò được mình nè mọi người. Nó chạy đâu rồi ta? Rồi đó, ăn chậm bò nha mọi người. Nè, dây mà là nó héo rồi đã dắt đi luôn nè mọi người. Mình bịt mặt lại nha. Mình bịt mặt lại nha mọi người, tại vì mấy cái thằng này nếu mà mình để nó thấy mặt không, mình không bắt nó, mà nếu mình để thấy mặt là nó sẽ trả thù mình nha mọi người. Hiện chi mình nghe mấy con bò nó kêu rất là dữ ha. Đây có bò người ta nè mọi người. Hay là cái thằng cột bò nó cột đây rồi nó thấy bò mình ngon quá cái nó quay nó bắt ta. Tại con bò đực mình đây rất là bự nha mọi người. Con này là bây giờ bán là phải tới 50 triệu á mọi người ạ. Nó quay chắc là nó thấy bò mình đây nó muốn bắt nè. Nói chung là mình dắt quay phía bên đây rồi xong rồi mình quay cho mọi người xem nha, chứ để nó kêu đồng bọn tới nha mọi người. Núp đâu bên đây rồi. Tụi này đi là có đồng bọn đó nha mọi người. Mọi người biết sao không? Cái thời buổi bữa nay nó bắt chậm bò rất là dữ nha. Nó bắt chậm bò rất là dữ nha mọi người. Tại vì ở ngoài mình đây nè, bữa giờ liên tục luôn nha mọi người. Hôm bữa trước có cái đám cưới kia cũng vậy. Nó cũng bò cỡ như đây nha mọi người. Nó vô nó dắt ha, nó chờ đám cưới á. Cái đi lo đám cưới mọi người ạ. À, nó vô nó bắt dắt mắt con bò đực to như bò mình luôn, kiếm không có ra. Rồi cái nhà gần nhà mình thì cột 4 con bò ở ngoài đồng, cột xong cái nó vô cái nó dắt 4 con bò đi, nó bỏ lên xe luôn mọi người, bỏ lên xe chở đi mất tiêu luôn, kiếm không ra luôn nha, phải nhờ công an xong rồi bắt được nha mọi người. Bắt được rồi xong rồi cũng không làm được gì tụi nó mọi người, nó kêu để từ nó trẻ. À, cũng bỏ tay luôn. Rồi bây giờ thời buổi bây giờ nha mọi người, nó bắt nó chậm bò rất là hay nha. Nó sẽ dắt bò giống như mình vừa rồi nè, nó sẽ dắt bò ra thôi. Rồi xong rồi nó sẽ tới một cái chỗ địa điểm nào đó mọi người, nó sẽ lấy con bò của mình. Lấy con bò của mình á, nó sẽ dùng cái búa dưới dao mọi người, đập đầu con bò chết dao nó cắt 4 cái đùi nha. Bữa này nó rất là, nó chơi gì không mọi người, rất là nguy hiểm nha. Ôi mở ra cho muốn đứt tim luôn không mọi người ạ. Hiện chi mình ở dưới chi mình bẫy chim mà mình nghe tiếng bò kêu là mình sợ rồi nha. Không ngờ lên cặp luôn mọi người. Hình như mấy thằng này nó theo tổ mình bữa giờ rồi nha mọi người. Từ lúc trên đồng kia về rồi, tại vì mình sợ rồi ha. Và mình nghĩ chắc cái đêm, trong cái đêm đó mình gặp me, là mình nghĩ không phải me đâu. Tụi này nó hù mà mọi người, nó hù mình nè, nó muốn để bắt bò mình nha. Mình hết hồn luôn mọi người ạ. Chiếm xíu nữa là coi như mình mất 50 triệu rồi ha. Đi chăn bò chưa coi như chưa kiếm ra được tiền này, coi như mất bò là như xong rồi. Ồ hết hồn mày quá mọi người.
Mấy thằng này bây giờ đồng bộ nó núp đâu ở đây nè mọi người à. Nhưng mà bây giờ có một mình đi, mình cũng không làm được gì ha. Hoặc là mình sợ cái thằng cột bò nãy mọi người, tại vì con bò cái cột đây đó, tại sao nó không bắt mà nó bắt con bò đực mình. Đây mọi người dòm nè. Hai con ha. Con này á thì nó nhỏ thôi, thì không đéo nhiêu tiền mà nó bắt con bự của mình nè. Con này là giá 50 rồi nha mọi người, còn con dâu nhỏ nhỏ kia thì từng 20 mấy thôi, 25 thôi, 25 26 ha. Đó thì bên kia con nó kêu á không. Nó chỉ cần vắng bò thôi mọi người. Mấy con bò mình hay lắm nha. Nếu mà bắt trộm mà nó tới nó bắt á, chứ còn mình lúc này mình cũng chăn ba con mà. Nếu mà nó tới nó bắt á là chỉ cần mất một con thôi ha, là ngay tức hai con lại nó sẽ kêu nó tìm. Đó. Nó người tha mà kêu. Kêu rất là dữ ha. Đó, bữa nay nó chơi trộm bò vậy mọi người ạ. Phía ngoài chúng mình qua đây như nè, nó cứ tới họ nó bắt bò mẹ nó bắt nó dắt xô ra cái rồi nó đập đầu chết, nó lấy bốn cái đùi. Chở bốn cái đùi nó bán. Thì mọi người nghĩ đi, bốn cái đùi bò mà bốn cái đùi như đây nè. Nó như bò mình đây. Đó, cái giá 50 triệu mà bốn cái đùi của nó là mọi người biết nhiêu thịt rồi. Thịt là nó nằm trong cái đùi bò rất là nhiều nha mọi người. Đó. Hồi mình nói chung là mình quá rất là mừng hơn quá hơn. Cứ tưởng đâu nói thiệt sự với mình mọi người cho. Hồi nãy mình lên không kịp chắc nó bắt mất con bò mình là như xong phim rồi á. Tài sản có nhiêu đây mà nó bắt mất rồi thôi xong phim rồi. Ồ, đúng là chăn đồng xe nguy hiểm quá ha. Tại vì sao mọi người không? Bữa giờ nó đang rộ cái vụ bắt bò này, mọi người chưa có bắt được ha. Nó tại nó nhiều bọn á. Chứ không phải một bọn đâu ha, rất là nguy hiểm. Giờ mình mở mấy con bò ra mình cho nó uống nước ha. Uống nước rồi mình lùa thẳng về gần chỗ mình cột cho nó nghỉ trưa mọi người. Ở trên này hay nguy hiểm quá, tụi này nó chưa đi xe đâu nha. Lại mình phải bịt mặt như thế này hơi sợ tụi nó nha, tại vì bây giờ nó bắt vào mình không được. Nhưng mà ví dụ như ai đó béo công an hay gì đó mà bắt được tụi nó, ví dụ như nó làm một cái vụ khác đi, bắt được tụi nó mà nó tìm lại một mình á, ra đường nó thấy mình thôi, nó biết mặt, nó nhớ mặt là nó cũng sẽ trả thù mình thôi, nó kiếm cớ để nó quýnh hoặc là gì đó. Mình cũng dân làm nông bình thường mà tụi nó dạng như dân nghiện hút chích đồ, mình không biết trước được điều gì ha, nên tốt nhất là mình cứ bình mặt không người. Mình cũng không có chống cự được tụi nó đâu. Giờ mình re đó, nếu mình nhèo re thì là cái băng của nó rồi đó, nó đi tới mấy thằng nó cảnh giác rất kỹ ha, chứ không phải là nó đi một người bắt luôn nhau người, nó đi bằng xe máy ha. Đó, mọi người nghe xe máy là mọi người biết rồi đó, nó chỉ dùng xe máy rồi nó chở bốn cái đùi bò lên rồi nó đi thôi nha, chứ không phải là bắt như hồi xưa. Hồi trước là nó bắt bằng xe tải, nhưng mà xe tải là người ta phát hiện nha mọi người. Bởi vì người ta phát hiện trong cái khu vực khu nó chỉ cần vừa mắc bò thôi, tại vì người ta đi thăm bò, nghe mắc bò ở đầu nó béo lên thì chắc chắn cũng sẽ có người nhìn thấy là cái xe đó nó chở cái gì, thì người ta sẽ báo biển số lên và thấy cái dấu bánh xe mọi người, tay lần công an lần ra liền. Còn bò đây bây giờ nó bắt cái kiểu mà nó bỏ trong cái bao của mọi người, nó rè nó chặt bốn cái chân thôi, nó xỉu bốn cái chân thôi là nó bỏ trong bao nó chở đi, và em không bao giờ biết. Nó đi chừng 4 quân 2 xe thôi nha mọi người, không bao giờ mà mình làm được gì tụi nó. Quẹ nó rất là nhanh nha, nó dùng keo nó mổ cực kỳ nhanh. Nên nói chung là mình cũng gọi là quá may mọi người, vừa lên phát hiện. Mình cứ tưởng là nó sổ dây nó đi ăn đâu xung quanh đây thôi, tại xung quanh đây mía rồi rất nhiều nè. Nếu nó có sổ ra ăn mía rồi tan chút thì mình ra mình lùi vô thôi ha, không đến nổi. Còn cái này không ngờ luôn mọi người. Lâu giờ rồi ha, lâu hồi nhà mình cũng bị bắt nha mọi người, hồi nhà mình cũng bị bắt một con. Người ta rồi dạng như không phải là bắt gì mà nó đi lạc mọi người, nó đi qua chỗ ăn đồ nhà người ta, cái người ta bắt lại người ta làm thịt luôn mọi người. Thì mình đi tìm ha, thì tới cái nhà đó người ta đang làm thịt bò, thì vô tình nhìn thấy cái đầu con bò mọi người, nghĩa là nó chặt hết luôn nha, nguyên một con bò như thế này nè, nó chặt hết luôn, thì nó chừa lại chỉ có cái đầu bò thôi, chỉ có thấy cái đầu con bò thôi nha mọi người, thấy cái đầu con bò thôi nên xong cái nhà mình thấy nhận ra thì bò mè, mình nhìn cái mặt là mình biết bò của mình liền đó. Xong cái mình nhìn thấy rồi cái mình nói rồi thôi xong, bò của mình rồi làm thịt rồi, mày giờ biết làm gì mọi người, người ta làm thịt rồi giờ biết sao, nó cũng chả làm được gì. Tại cái thời đó là mấy cái thằng đó nó mới ra tù mọi người, nó quậy quá nên mình cũng chịu thua ha, nhà mình chịu thua như bỏ luôn. Sau này nói chung là giữ kỹ hơn, không dám lơ là nữa nha mọi người. Tại hồi lúc đó là cũng lơ là cho công việc đồ đủ thứ, cứ cột bò rồi đó, thẻ rồi đó, cái nó ăn đồ của người ta bắt. Thôi bây giờ mình lùi về, nhanh thủ lùi về nha mọi người, tại vì đồng bọn tụi này nó còn ở qua đây nè.
như giờ nó bắt không được, mà khả năng bây giờ nó ra nó kêu đồng bọn nó vô là nó đụng chuyện với mình là mình cũng sợ nha. Bây giờ mình sẽ lùa mấy con bò về dưới khu chỗ mình luôn nha, sát gần nhà mình luôn đó, mình cột cho nó an toàn nha mọi người, tại vì đó nhiều gì nhiều nhà hơn, trên đây đồng quán quá ha. Mình cột lại chưa đây tụi nó quay lại thì sẽ rất là nguy hiểm. Thôi tạm tạm biệt mọi người nha, rồi có gì trên hành trình đi mình quay tiếp cho mọi người coi, mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Hôm nay là mình quá may mắn lắm mọi người, tạm biệt mọi người nha, coi như là mình không bị mất 50 triệu. Bye bye mọi người, coi như là số mình coi như vừa xui mà cũng vừa gặp hên mọi người. Tạm biệt mọi người nha.